Cá lòng tông, bà con ta biết cá lòng tông rồi phải không? Cho nên đừng ở tắm mương, tắm suối, cá lòng tông nó ăn đó nha. Cho nên bà con ta biết rồi, cá lòng tông là vậy, tốt là tốt vô cùng chứ không phải không. Nhưng mà có một số người, con số bệnh thế này, vui lòng không nên ăn cá lòng tông bà con ạ. Bởi ăn vào, bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi khi ta ăn cá lòng tông nha bà con. Đó là những người có bệnh huyết áp cao. Những người có bệnh huyết áp cao là không nên ăn cá lòng tông bà con ơi. Phù thủng, không nên ăn cá lòng tông. Xơ gan, không nên ăn cá lòng tông. Và còn suy tim, không nên ăn cá lòng tông. Suy thận cũng không nên ăn cá lòng tông nha bà con. Cá lòng tông nó tốt, nhưng mà những người như thế này, bệnh thế này, vui lòng đừng ăn. Ăn vào thì bệnh chúng ta nguy hại cho sức khỏe của mình. Đó là người có huyết áp cao, người bị phù thủng, người bị xơ gan, suy tim và suy thận là vui lòng. Nhớ đừng ăn cá lòng tông bà con ơi. Còn ngoài ra, cá lòng tông ăn tốt vô cùng. Cá lòng tông ăn tốt vô cùng, nó làm cho dễ tiêu hóa. Ăn cá lòng tông không tăng cân, giảm mỡ máu. Wow, tốt. Tốt cho gan, tốt cho người lớn tuổi, tốt cho bà bầu, tốt cho phụ nữ, cho con bú, tốt cho xương khớp, tốt cho tim mạch, tốt cho tiểu đường. Uống rượu, say rượu là vui lòng, đừng ăn cá lòng tông bà con nha. Ăn cá lòng tông không tốt gì cho sức khỏe, là bệnh huyết áp cao, phù thủng, xơ gan, suy tim, suy thận. Còn ngoài ra, ăn cá lòng tông nó tốt vô cùng, nó tốt, nó làm không tăng cân, dễ tiêu hóa, giảm mỡ máu, tốt cho gan, tốt cho người lớn tuổi, tốt cho phụ nữ, cho con bú, tốt cho bà bầu, tốt cho xương cái mà xương khớp, tốt cho tim mạch, tiểu đường. Uống rượu và say rượu thì sẽ không tốt gì cho sức khỏe cả. Còn ta ăn cá thì cứ ăn bình thường như những loại cá khác ta thường hay ăn. Nhưng bà con nhớ là ăn 6 ngày thì phải nghỉ một ngày bà con ạ. Chúc bà con đã vui vẻ mạnh khỏe bà con ơi. Xin chào nào. Cá lòng tông.